Ngày 22 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Trà Vinh tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với chùa Đơm Bóp Bi ở xã Nhị Trường, huyện Cầu Ngang. Đây là di tích thứ 37 của tỉnh Trà Vinh được xếp hạng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Chùa Đơm Bóp Bi được xây dựng vào năm 1856. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, chùa Đơm Bóp Bi đã nuôi chứa, chở che bảo vệ cho cán bộ cách mạng. Chùa là cái nôi cách mạng trong vùng, là nơi khởi xướng và đi đầu trong phong trào đấu tranh chính trị như chống Bắc lính, chống Quốc sách, áp chiến lược Mỹ Ngụy, đòi quyền tự do học hành, giảm tô, giảm thuế, thăm dò tình hình, nắm bắt tin tức, thông báo kịp thời cho cơ sở cách mạng, tích cực tham gia công tác binh vận và đã vận động hàng trăm binh lính từ bỏ hàng ngũ ngụy quân trở về với gia đình. Ngoài ra, chùa còn là hậu phương vững chắc, cung cấp thuốc, lương thực và là trụ sở hội họp của lực lượng cách mạng ta và sau ngày giải phóng. Chùa Đơm Bóp Bi tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tích cực đóng góp sức người sức của cho công cuộc xây dựng quê hương và bảo vệ chính quyền. Với những thành tích đó, ngày 24 tháng 10 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành quyết định xếp hạng chùa Đơm Bóp Bi là di tích lịch sử cấp tỉnh.